đạo của ý chí, nơi đó có con đường. Bây giờ ở đây á, một là mình chết, hai là mình đi tu. Mình đi tu mình tới ngã. Đã giác hộ rồi, nào cứ như thế nào, đi đi. Lành à, Lành à, em làm gì vậy? Con bị bắt cóc hả? Tại sao má không biết? Mà bắt cóc hồi nào? Con bị bắt cóc có là người con không vậy? Má còn cơ bản nữa hả? Má còn làm tin làm tội gia đình tới bao giờ nữa đây? Má hiếu nợ đại ca tôi. Hôm nay tới ngày thanh toán tiền nợ. Con hồn như mãi về đây cho tôi. Đốt nhà ông đó. Bây giờ nếu như mày muốn chơi ở đây, cũng chưa biết thằng nào thắp nhang cho thằng nào trước. Mày bước ra đây, tao với mày chia tay rồi. Đồ ăn hại, chuyện lần này mà không xong, từ bẫy đá cho tới chuyện mày là không yên với tao đâu. Chú lại. Anh có chắc chắn lời khai của anh là đúng sự thật không? Tôi chắc chắn cam đoan đó là sự thật, vì nó là sự thật mà. Rồi, bây giờ anh ký tên vào đây giùm tôi. Dạ. Còn anh Minh, sáng mai chúng tôi sẽ lên công ty thần tài để kiểm tra, mong anh hợp tác. Dạ, tôi biết rồi. Rồi, bây giờ hai anh có thể về. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Chào đạo phó. Chào các đồng chí. Chào đội phó. Các đồng chí có điều tra được gì không? Dạ, thưa đồng chí, theo điều tra ban đầu của chúng tôi, nạn nhân tên là Lâm Nhân Tài, đã bị đánh rất nhiều ở đầu và hiện tại đang hôn mê sâu. Các đồng chí có điều tra được là bao nhiêu hung thủ không? Dạ, thưa đồng chí, theo dấu vết hiện trường để lại thì chúng có ít nhất là 3 tên. Chỉ cướp tài sản thôi thì có cần đánh mạnh vào đầu như vậy không? Trong khi tài xế thì chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Tài xế chỉ bị xây xát nhẹ, trong khi Tài Miếu Nổi lại bị thương rất là nặng. Như vậy, bọn chúng đã có chủ đích là nhắm thẳng vào Tài Miếu Nổi. Vậy các đồng chí có điều tra được là Tài Miếu Nổi mất những thứ gì không? Dạ, thưa đội phó, toàn bộ tài sản vàng dòng trên người của Tài Miếu Nổi toàn bộ bị mất hết. Nhưng theo lời khai của tài xế thì còn mất một chiếc cặp da mà Tài Miếu Nổi hay cầm theo. Chỉ có Tài Miếu Nổi mới biết trong cặp da chứa cái gì. Đây là toàn bộ tài sản cướp được từ thằng Tài Miếu Nổi. Anh Bảy coi đi. Anh Bảy, em nghĩ anh không nên đeo chiếc nhẫn đó, xui lắm đó. Đúng đó anh Bảy, thằng Tài nó đang hạng xui lắm. Tao cần gì mấy cái chó này, bán đi. Dạ. Sao anh Bảy, anh còn muốn đuổi tôi với Lam trong ngoài đường nữa không anh Bảy? Bảy, làm sao mà anh đuổi được, ngồi xuống đây.
Ngồi xuống. Ngồi xuống. Giỏi lắm. Rót cho tao ly trà coi. Nhanh lên. Đưa đây. Chúc mừng thằng em chứ. Uống đi. Ừ. Dạ. Cảm ơn bảy. Ừ. Còn hai thằng bay á, chuẩn bị đặt một cái nhà hàng, phòng VIP, ăn mừng cái vụ này. Tụi bay biết chưa? Bắt đầu kể từ ngày mai sẽ không còn công ty tài chính thần tài và ngay cả thằng tài miếu nổi nữa. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Ê, mày đứng lại. Cái này mày làm phải không? Tao không có làm. Vị giang hồ tụi mày đừng tới tìm tao. Tao đã rút khỏi rồi. Nếu như mày không tin, mày có thể hỏi bằng mày đã để xác minh. Tao sẽ xác minh. Nếu như tao biết thật sự là mày đang nói dối tao, thì tao sẽ đốt nhà của mày và xử luôn con nhỏ kia. Mày nhớ đó. Đi tụi mày. Anh Sơn, tại sao giang hồ tới tìm anh vậy anh Sơn? Có chuyện gì hả? Kể cho em nghe đi anh. Anh Sơn à, nói với em đi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì phải không anh? Sao anh không nói gì hết? Nói cho em biết đi, có chuyện gì vậy? Anh Sơn. Em bình tĩnh nghe anh nói. Anh không phải là một công nhân thợ mộc bình thường. Trước khi đến với em, anh là một thằng giang hồ. Giang hồ hả? Giang hồ. Nhưng mà tại sao, tại sao tụi nó lại tới tìm anh vậy? Có phải anh có ân oán gì với tụi nó hả? Tụi nó tìm anh vì muốn anh quay lại băng nhóm của tụi nó. Nhưng anh đã quyết định giải nghệ, nên anh không muốn cho em và ba Lạnh và má biết. Anh sợ mọi người phải lo lắng cho anh. Trời, trời đất ơi. Anh Sơn ơi, giang hồ là một nơi nguy hiểm. Sao anh lại? Hơn ngày hết, anh hiểu. Và anh đã nói rút chân ra khỏi băng nhóm. Anh hứa, và anh nhất định phải làm được. Anh Sơn à, cuộc sống cho dù có khó khăn tới đâu, em vẫn sẽ cùng anh chịu khổ. Khổ mấy em cũng chịu được hết á. Nhà mình có cháo, có rau ăn rau. Kể từ ngày hôm nay, anh không cần phải mạo hiểm để lo cho em với gia đình nữa đâu. Nhưng mà anh Sơn à, Anh có từng phạm tội gì chưa? Đã ra giang hồ thì làm sao mà tránh khỏi chuyện phạm tội hay em? Nhưng em đừng lo, anh chưa từng giết ai hết. Hãy tin anh đi, anh không phải là kẻ sát nhân.
Anh Sơn ơi, anh mà có chuyện gì em biết phải sống sao đây anh. Anh cảm ơn em, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh lúc này. Em sợ lắm anh ơi. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Hả? Anh Vũ, anh ngồi xuống đi. Có chuyện gì vậy anh? Hả? Có chuyện gì vậy? Anh Vũ, em thấy thần kinh anh không ổn rồi đó. Anh bớt xài thuốc lại đi. Tao không có sợ mày đâu. Mày đừng có gì để chắc tao. Mày đừng có gì để nhắc tao. Tao không sợ. Tao không sợ. Tao phải là thằng có máu lạnh. Tao phải có máu lạnh. Tao phải có máu lạnh. Tao phải có máu lạnh. Anh Vũ, tao phải có máu lạnh. Sao anh ấy lại lo sợ? Ai hiện về trong giấc mơ mà nhắc anh ấy, khiến anh ấy hoảng sợ và hung ác như vậy? Cứ kiểu này, nếu anh bị thần kinh, liệu mình có an toàn không? Tôi nấu cho bác nồi cháo mới xong rồi. Khi nào bác dậy á, thầy hâm lại rồi cho bác ăn giùm tôi. Cảm ơn cô nhiều. Tôi xin phép thầy, tôi về. Chào thầy. Cô Lành à? Tôi xin lỗi cô. Cô ở lại chơi thêm một chút xíu được không cô? Nha cô. Cảm ơn cô Lành nhiều lắm. Có mặt cô trong ngôi nhà này, tự nhiên ngôi nhà trở nên ấm áp lắm. Tôi nói thiệt lòng đó, mẹ tôi rất là xúc động. Cô Lành đã gieo yêu thương vô ngôi nhà này. Ở Cù Lao tôi có câu á, cho đi yêu thương thì không bao giờ mất. Chính vì vậy mà quê Cù Lao của tôi không có yêu thương á thì rất là khó sống. Bởi vì nghèo nên bị người giàu khinh, bị thấp cổ bé miệng. Lên Sài Gòn những tưởng cô đơn, nhưng mà không ngờ tôi lại may mắn được biết thầy. Chính nhờ thầy mà con tôi, cháu tôi được học hành tử tế. Tôi và gia đình cũng không biết nói sao cho hết lời cảm ơn thầy.
Cô Lành đừng cảm ơn tôi như vậy. Thật ra hôm nay tôi học được rất nhiều điều ở cô. Nhìn cảnh cô chăm sóc cho mẹ tôi cảm thấy mình còn vụng về lắm. Cô Lành à, cô có thể cho tôi cơ hội được quan tâm và chia sẻ với cô những buồn vui trong cuộc sống được không cô? Thầy ơi, tôi nghèo lắm, tội nghiệp tôi, làm sao tôi dám giới tới. Sao anh chưa ngủ nữa? Anh suy nghĩ chuyện gì hả? Mỗi lần anh im lặng như vậy em thấy lo lắm. Có chuyện gì anh kể cho em nghe được không? Từ nhỏ anh đã thấy thích Vương. Còn em thì em thích nắng. Dù cho mưa có đẹp đến đâu đi nữa thì em cũng thích nắng. Mưa buồn lắm, thật là thảm hại nếu mà mưa ngập trong những căn nhà ọp ẹp. Nắng dù có gắt đến đâu đi nữa thì cũng sẽ hết nắng, nhưng có những cơn mưa sẽ không bao giờ tạnh. Chỉ có mưa bão thì mới mưa mấy ngày mấy đêm. Anh biết sắp tới sẽ có bão, nhưng anh không sợ bão đâu. Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã xác định Vũ ở cùng khách sạn với cô Lam. Chúng tôi đang cho xác minh thân thế của cô Lam và chủ khách sạn là A Lũ về phía công an phường báo cáo. A Lũ chưa có trong hồ sơ đen, nhưng là A Lũ lại không báo cho công an phường biết trong sở lưu trú của khách sạn có Vũ và Lam. Đây là vấn đề. Chúng ta phải tìm xem mối quan hệ giữa Vũ với A Lũ. Tôi nghĩ đây không phải là một chuyên án để tìm ra vài tên siêu trộm, mà tôi phán đoán có thể là một băng nhóm tội phạm có quy mô lớn. Chúng là xã hội đen kiểu mới với vỏ bọc kinh doanh đàng hoàng. Có lần chúng tôi giả dạng để vào trong khách sạn tìm hiểu, nhưng chúng tôi không vào được. Xin đội trưởng cho phép chúng tôi giả làm khách vào bên trong đó để xem khách sạn có cửa bí mật ở phía sau hay không. Vì Vũ thường hay vào đó nghỉ cùng cô Lam, nhưng biết đâu đêm khuya thì lẻn ra ngoài hoặc là đi đâu đó. Hiện trinh sát của chúng tôi không thể nào theo sát được, bởi vì khách sạn của A Lũ có sân vườn quá rộng. Chúng tôi theo sát hổ và lửa nhưng chưa thấy hành động nào khả nghi. Chúng chỉ đi đến nhà của ông chủ bẫy đá, lên sưởng mộc và sau đó là đi nhậu. Báo cáo đội trưởng, Sơn Khóa đã không còn đi làm ở xưởng gỗ và cũng không còn liên lạc với tên Vũ và chủ của hắn là bẫy đá nữa.
Nhưng có một chuyện là sau khi Tài Miếu Nổi bị cướp thì đàn em của Tài Miếu Nổi có đến sạp trái cây để hỏi về chuyện của Sơn, nhưng mà không có xô xát. Sau đó thì bỏ đi, kèm theo những lời hăm dọa. Tôi có nghe là Sơn đã rút chân ra khỏi giang hồ. Như vậy, trước đó Sơn đã từng làm việc ở trong giang hồ. Nhưng mà làm gì thì chúng ta lại chưa có bằng chứng để bắt Sơn. Tôi sẽ trình bày với lãnh đạo, triển khai một chuyên án với quy mô rộng lớn, cùng với sự phối hợp với nhiều đơn vị. Chúng ta đang đối phó với một băng nhóm xã hội đen tầm cỡ. Đầu sỏ là ai? Chúng có bao nhiêu tên? Chân rết vươn tới tận đâu? Bây giờ các đồng chí phải hết sức cẩn thận. Nếu chỉ bắt bọn siêu trộm và bọn ra tay máu lạnh thì chúng ta sẽ làm cho băng đảng này nghi ngờ, và chúng sẽ xóa hết những chứng cứ. Chúng ta sẽ đánh mất cơ hội triệt phá được tổ chức xã hội đen quy mô này. Các đồng chí phải tuyệt đối giữ bí mật, tránh bứt dây động rừng. Mình phải làm gì đó cho tụi nó sợ mình, chứng minh số má cho tụi nó thấy, cho thằng Hổ và thằng Lửa mới nể mình. Đúng như thằng Lẹ từng dạy nó nghe cho mình, nhưng không phải nhanh là đủ, mà phải tàn bạo thì mới thắng được kẻ khác. Không thì suốt đời chỉ làm bọn tay sai mà thôi. Từ trước tới giờ mày chỉ là cái bóng của thằng Sơn. Mày không có giỏi bằng nó. Tao không tin là mày làm được chuyện lớn. Tụi mày chỉ biết tao là Vũ Điếm. Kể từ bây giờ tao sẽ là Vũ Điếm. Anh chọn đường này hả? Ừ, anh đã tính kỹ lắm rồi. Đoạn đường này rất là vắng, không có đèn đường. Với lại thứ hai, có nhiều nơi ăn nấp dễ tẩu thoát. Anh đang muốn ăn hàng nào? Cướp nào cũng là cướp. Đã vậy, mình phải chọn chiếc SH cho nó đáng. Nhiều khi trong cướp chiếc SH còn có nhiều đồ giá trị hơn là chiếc xe. Anh đem theo máy này làm gì vậy? Em đã nói với anh rồi, em chỉ muốn cướp của thôi, chứ không có giết người vô tội. Anh biết rồi, mấy cái này chỉ để hù người ta thôi, không có hung khí làm sao người ta sợ. Em yên tâm đi. Bây giờ á, em ra đầu đường cảnh giới cho anh. Khi nào có con mồi thì gọi điện cho anh biết. Nhớ, phải là con mồi đi xe SH mà đi một mình. Nữ thì càng tốt. Sau đó em đi theo con mồi cảnh giới cho anh, nhưng phải giữ một khoảng cách an toàn, đừng để bị phát hiện. Em biết rồi. Đi đi. À, mà nè Lâm. Hả? Nghe anh dặn nè, nếu có chuyện gì thì em cứ chạy trước đi, đừng lo cho anh. Còn anh? Anh không sao đâu. Em đừng có lo. Em đi đi. Anh cẩn thận. Ừ. Xanh, anh biết rồi, em cảnh giới đi. Ok.
ngon đó. 30 củ. Được thì lấy. Chín này ngon mà, thêm chút nữa đi anh. Tao nói một là một, hai là hai. Chịu thì lấy, không chịu thì thôi. Không thì đem đi chỗ khác. Được rồi, 30 thì 30. Làm gì giữ cho anh Hoàng. Đi em. Em sao vậy? Lại lên em. Ủa Lam, em sao vậy hả? Anh buông em ra đi. Mình dừng lại đi anh. Em không muốn làm vậy nữa. Làm vậy giả mạo quá anh. Mình dừng lại đi. Em không dám nữa. Đừng. Em không dám nữa đâu anh. Em bình tĩnh lại đi có được không? Em mới đi ăn hàng với anh đây thôi. Em làm gì mà mặt mày thấy mét vậy? Anh nói cho em biết, chỉ có cách này là mình cướp nhanh nhất, nhưng mà không sợ thất bại. Nè, em nhìn đi. Tiền nè. Đó, thấy không? Tránh ra. Tiền có máu. Tiền có máu đó, tránh ra. Tránh ra đi, đi. Chỉ cần hăm dọa thì họ đã sợ rồi. Anh làm như vậy vừa nguy hiểm vừa tàn nhẫn nữa. Chỉ cướp thôi mà anh. Anh có con đường của anh và có cách thực hiện của anh. Anh phải cho tụi bị đá thấy bản lĩnh của anh. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền. Anh phải kiếm thật nhiều tiền. Anh, nghe em nói đi anh. Mình làm vậy là đủ rồi anh ơi. Mình không bị tử hình á thì mình cũng phải bị quả báo. Em có bị điên không? Đừng. Em đang nói cái gì vậy? Hả? Tôi hỏi cô, bây giờ tôi làm tất cả những điều này là vì cái gì? Vì ai? Vì tôi với cô chứ vì ai? Cô biết chưa? Không. Em biết. Em biết. Nhưng em sợ lắm anh. À! Máu nữa kìa, máu nữa kìa, máu đó, máu nữa kìa. Cô im đi được không? Máu kìa. Cô bị điên hả? Đừng có lại nhảy nữa. Em sợ quá. Làm ơn đừng có lại nhảy nữa. Em sợ quá. Tiền có máu. Tiền có máu. Máu khắp nơi. Máu khắp nơi. Máu khắp nơi. Cô thổi đi được không? Cô điên quá rồi đó. Máu. Uống đi thuốc đi. Uống đi. Bình tĩnh lại đi. Bọn máu lạnh này chắc chắn là có một sự lo sợ là vụ cướp không thành. Mà muốn chắc chắn nên bọn chúng đã phải khống chế và uy hiếp nạn nhân bằng vũ lực trước khi cướp. Cách thức của bọn chúng quá tàn ác. Dư luận quần chúng đang rất là sôi sục. Buộc chúng ta phải nhanh chóng bắt cho được bọn cướp máu lạnh này. Các đồng chí phải thận trọng và chú ý đến bọn chúng. Nếu một ngày chưa bắt được bọn chúng thì người dân sẽ còn rất hoang mang. Dạ đúng. Sau vụ này các lực lượng an ninh cũng tăng cường gắt gao hơn. Nhưng quan trọng hơn là những địa bàn vắng vẻ thường là nơi bọn chúng ra tay. Về chuyện này, đội điều tra sẽ làm việc kỹ lại với bên an ninh trật tự để đảm bảo an toàn tốt nhất cho người dân đi vào ban đêm. Nhưng tốt nhất vẫn là cảnh báo người dân đi vào đêm khuya thì phải cẩn thận. Thôi được rồi, việc này tôi sẽ giao cho đội điều tra của đồng chí. Còn về phần đồng chí Trinh, đã tìm được thông tin gì từ xưởng gỗ của bãi đá mà chúng ta nghi ngờ chưa? Báo cáo đội trưởng, chúng ta nghi ngờ về xưởng gỗ đó và tôi đã cho người đến đó để thăm dò. Alo, đối tượng Vũ đã vào xưởng gỗ. Sau khi rời khỏi nhà của chủ xưởng gỗ là bãi đá thì chưa có dấu hiệu gì khả nghi cả. Anh cứ tiếp tục theo dõi hành động của chúng, xem chúng tiếp theo sẽ làm gì. Dạ rõ.
Nhưng mà theo tôi quan sát thì những vụ siêu trộm vẫn xảy ra. Không biết phải nhóm này làm hay không thì ta chưa có bằng chứng. Hơn nữa, có một điều đáng lo ngại khác mà tôi vừa được báo. Đây, điều này mới đáng làm chúng ta đau đầu. Trong quá trình mà tôi thăm dò ở xưởng gỗ và theo dõi sơn khóa thì cơ quan công an quận Tân Bình mới bắt được một siêu trộm. Tên này thì không có đồng bọn, mà chỉ có một tên chuyên chở hắn đi mà thôi. Hắn cũng thích lấy cắp tài sản từ những nhà giàu hay đi vắng, thủ đoạn đập bể camera từ xa và đột nhập qua cửa kính để mà bẻ khóa. Xem ra tình hình này đang đẩy chúng ta vào thế bị động. Trong những vụ án trọng điểm thì các trinh sát của chúng ta đang tung ra khắp nơi. Có nhiều vụ án thì lại ít cán bộ trinh sát. Điển hình là vụ chúng ta đang theo dõi. Ban đầu chỉ tưởng là một vụ cướp đơn thuần, nhưng mà thủ đoạn của bọn chúng ngày càng nham hiểm và thách thức cơ quan điều tra. Thời gian qua, tôi đã nghi ngờ Sơn là siêu trộm, nhưng mà chưa đủ bằng chứng. Ngoài sự có mặt của Sơn tại hiện trường ở Hóc Môn lần trước, hơn nữa, hiện tại không thấy Sơn qua lại với Bảy Đá và tên Vũ nữa. Sơn đang bán trái cây phụ giúp cho gia đình và không có hành vi nào là phạm pháp. Mẹ của Sơn đang nằm trong bệnh viện sau ca phẫu thuật. Nhìn hình ảnh Sơn chăm lo cho gia đình và sống rất tình cảm, tôi nghĩ cần phải thuyết phục Sơn đứng về phía mình. Sau khi làm công tác công tội rõ ràng, cách này sẽ là con dao hai lưỡi. Tôi tin vào trực giác của mình, và nhiều ngày qua tôi cũng có theo dõi Sơn. Nếu Sơn là một kẻ máu lạnh thì không thể nào Sơn lại yêu thương mẹ mình và gia đình của mình như vậy được. Nhất là Sơn đã xin nghỉ việc hoàn toàn ở xưởng gỗ. Như vậy giống như là muốn cắt đứt một mối quan hệ với nhóm người quản lý Hổ và Lửa. Ngay cả nhà Bảy Đá cũng không thấy Sơn đến. Dù sao chúng ta cũng phải cân nhắc thận trọng, tránh đối tượng tung quả mù. Các đồng chí, chú ý nghe rõ kế hoạch tới đây. Chúng ta sẽ cùng phối hợp với nhau, đặc biệt là đồng chí Trinh, phải có kế hoạch rõ ràng làm sao giáo dục cho được Sơn trở thành một trinh sát ngoại tuyến, lấy công chuộc tội. Kế hoạch của chúng ta là như vậy. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Gần đây có một vụ án rất là dã man của bọn cướp. Chị nghĩ là em có thể đến gặp nạn nhân để lấy thông tin và viết bài. Ừ, chị cho em được gặp nạn nhân như vậy á, em cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ, em chào chị. Em là Hoài Thu, là phóng viên của Học viện Báo chí. Hôm nay em đến đây để hỏi chị một số thông tin về vụ cướp vừa xảy ra với chị. Chị cho phép em ghi âm nha. Dạ, bây giờ chị thấy tình hình sức khỏe của mình sao rồi hả chị? Dạ, tôi cảm ơn cô. Bọn cướp thật là dã man. Nó chặn xe tôi, cướp tiền cướp vàng. Chị bình tĩnh đi, chị đừng có xúc động quá ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Em tin là bọn tội phạm sẽ bị pháp luật trừng trị sớm thôi. Bây giờ thì chị nghỉ ngơi cho lại sức nha. Chị Trinh à, phải có người giúp chị ấy trong chuyện lần này. Chị còn bối rối lắm, không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Để em hẹn anh Huấn ra trao đổi xem anh Huấn có giúp được gì không. Ừ. Chị yên tâm đi, giữ gìn sức khỏe nha. Alo, anh Huấn hả? Cũng giống như người anh đang giúp nè, bọn chúng đâm một nhát dao vào ngực rất là nặng. Cũng may là chưa trúng vào phổi và tim. Hiện nay thì nạn nhân đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Còn nạn nhân bên em bây giờ thì sao rồi? Nạn nhân bây giờ còn chưa biết như thế nào nữa. Chị ấy vẫn còn hoảng loạn và sợ hãi nhiều lắm. Mỗi lần nhớ lại chị đều rùng mình. Chị còn nói là trong suốt 10 năm qua tích góp được bao nhiêu đó, bây giờ thì đã mất hết tất cả rồi. Đau lòng nhất là cánh tay của chị. Mặc dù đã cố gắng may lại, nhưng mà bác sĩ nói khó mà hồi phục anh à. Thôi, em đừng có nghĩ nhiều như vậy nữa. Chuyện của chị ấy cứ để anh làm thủ tục cho, và anh sẽ cùng với chị ấy theo vụ án này. Sẵn anh cũng đang giúp nạn nhân vừa rồi mà. Anh Huấn à, em cảm ơn anh nhiều lắm. May mà còn có anh để em nhờ giúp cho chị, coi như là chị được an ủi phần nào. Nếu như em đồng ý, anh sẽ cùng đi với em bất cứ hành trình nào mà em muốn. Bởi vì hạnh phúc không phải là đích đến, mà quan trọng là ai sẽ cùng đi với mình suốt hành trình của cuộc đời mình, phải không em?
Ủa Trinh à, mới về hả con? Dạ. Má, má khỏe không má? Má khỏe. Sao lâu quá mới về nhà vậy con? Má thông cảm cho con. Hiện tại con đang tham gia một chuyên án. Chắc má có coi tivi với đọc báo, có thấy mấy vụ án mà chém trước rồi cướp sau không má? Hiện tại vẫn chưa tìm ra hung thủ, cho nên cả đội con phải căng sức ra làm việc đó. Hẹn chi, thấy con mặt mày hốc hác, ốm nhom mà. Nè, làm cái gì thì làm, cũng phải giữ gìn sức khỏe. Má đã nói rồi mà, theo cái nghề công an điều tra, nhiều khi nguy hiểm vất vả lắm. Má nhìn con, má nhớ ba con ngày xưa, y chang như ba con vậy. Má này, con không giống ba thì giống ai chứ má? Má à, con phải tiếp bước con đường mà ba con đã chọn chứ. Chỉ tại ba con mất sớm do bệnh. Thì đó, khi xưa ba con tối ngày tối đêm phá án, cho nên mới lao phổi mà chết. Má đang lo cho con, lớn rồi mà đến bây giờ vẫn chưa có chồng, chưa có bạn trai nữa, cứ tối ngày lo công việc không à. Con ế tới nơi rồi đó. Má, con gái má đen đúa xấu xí, ai mà thèm chứ. Với lại con thấy bây giờ con gái lấy chồng cứ lo bếp núc, rồi tối ngày lo cho gia đình. Có nhiều cô phải tạm gác niềm đam mê của mình, rồi kiến thức của mình, để lo cho chồng, cho con. Con thấy vậy phí tuổi trẻ của mình lắm. Thôi đi cô nương ơi, nếu ai mà cũng suy nghĩ như con á thì không có đứa con gái nào học xong rồi lấy chồng hết à. Má chỉ có mình con thôi đó. Ủa, hôm nay con về thăm má hay là có chuyện gì căng thẳng? Má đúng là má của con, chỉ có má mới hiểu được con. Con đang gặp rất là nhiều khó khăn trong những vụ án. Bọn siêu trộm, cướp của giết người, mà bọn tội phạm này không có hề đơn giản. Chúng rất là ranh ma và xảo quyệt, hầu như không để lại một dấu vết nào hết. Cấp trên đang hối thúc tụi con phải phá án, dư luận thì đang xôn xao, đòi hỏi tụi con phải bắt được tội phạm càng sớm càng tốt. Ngày xưa ba con hay nói, dù bọn tội phạm có ranh ma cách mấy thì cũng không thoát được lưới trời. Phải kiên nhẫn, phải lần ra từng chi tiết nhỏ nhất, không được nản lòng, không được bỏ cuộc, chắc chắn sẽ tìm ra được dấu vết của bọn tội phạm. Ngày xưa có nhiều vụ án ba con tưởng chừng bó tay, nhưng đúng thời điểm đó ông trời đã tạo tình huống cho ba con tìm ra được chứng cứ. Con phải tin vào bản thân mình, tin vào phán đoán và cảm nhận của mình mà điều tra. Chẳng lẽ ông trời đã giúp mình, giúp mình tìm ra được dấu vết chứng cứ của tội phạm? Đây là manh mối duy nhất giúp mình điều tra. Má, hôm nay con ở lại đây với má, sáng mai con về cơ quan. Anh Vũ, anh coi đi nè. Anh ơi, giờ sao giờ anh? Tôi chờ đến cuối cùng thì cũng có bài đăng. Anh đi đâu vậy? Không phải chuyện của cô, đừng có nhiều lời. Anh đừng có đi gặp thằng Hổ nữa, anh đừng có đi gặp tụi nó, nguy hiểm lắm. Cô biết gì mà nói? Bộ cô muốn tôi làm con rùa rút đầu suốt đời hay sao hả? Ý em không phải như vậy, em không muốn anh đi theo con đường đó nữa đâu. Tàn nhẫn lắm, kinh khủng lắm. Hơn nữa thằng Hổ sẽ về chuyện này mà nó không tin tưởng anh nữa đâu. Anh nghe em đi, anh đừng có tin lời bọn giang hồ nữa. Cô đừng có dạy đời tôi, đã có quá nhiều thằng dạy đời tôi rồi. Bây giờ là đến lúc thằng Vũ này dạy đời là tụi nó. Cô cứ ở nhà đi, miễn sao tôi mang tiền cho cô là được rồi. Anh Vũ, anh đừng có đi anh Vũ. Em xin anh đó, anh đừng có đi. Anh đừng có làm những chuyện như vậy nữa. Mình làm lại từ đầu đi anh.
Mình đi chỗ khác sống đi. Em không cần tiền, em không ăn xài gì nữa hết á. Anh đừng chém người và cướp của nữa. Em xin anh đó. Anh Vũ. Ôi, sao mà nhức đầu quá vậy? Cô buông ra đi. Anh Vũ, buông anh ra. Đi. Buông ra đi. Lâm. Lâm. Em đau quá. Lâm ơi. Lâm. 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 Em đau quá. Em đau. Đau. Sao vậy? Lâm. 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 Em có sao không Lâm? Lâm. Lâm. Cuộc sống luôn cho ta cơ hội thứ hai, được gọi tên là ngày mai. Và những nơi ý chí không hao mòn thì nơi đó có con đường. Cuộc sống luôn cho ta hy vọng thắp lên, được gọi tên là ngày mai. Nó nói là chính ta chỉ có một cuộc đời, hãy sống chân thành ý nghĩa. Vọng kéo bước chân theo vực sâu tối lòng, đời này vĩnh biệt thế gian, cô độc thao thức những đêm mộng mi riêng là do cái này sắp xếp đó. Mày dám cầm cướp vào số đó? Tình yêu đi ta buồn vỡ bay. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn dính vào những chuyện làm ăn của ông nữa. Mày nghĩ sao vậy? Mày không muốn dính vào, từ lâu mày đã dính vô mấy cái chuyện này rồi. Những chuyện lúc trước nếu không mang môi ra.